Khía cạnh của thuận khảo có thể thể hiện ở việc mình được hưởng nhiều sự trợ lực ủng hộ, hưởng nhiều may mắn, phước báu, giàu sang, sự thịnh mãn trong quá trình tu tập. Nhưng nếu trong sự thuận duyên ấy mà mình chỉ nghĩ đến tiền bạc, của cải mà không còn quan tâm đến việc tu đạo nữa, lúc ấy cái tâm sẽ dần xa rời đạo pháp. Đây chính là thử thách mà thế lực tà quái muốn dùng để khảo đảo hành giả. Hành giả yếu ở điểm nào thì sẽ khảo ở điểm ấy. Nếu như hành giả biết dùng tiền của, phước báu mà mình đang có đóng góp vào những việc giúp ích cho xã hội lại, thì đó là việc rất tốt và có thể vượt qua được yếu điểm của mình, dần hoàn thiện mình hơn. Còn khía cạnh của nghịch khảo thường thể hiện ở những khảo đảo dồn dập, tới tấp nhằm đánh đổ người tu bằng nhiều hình thức như tai nạn, bệnh tật, bị đối xử không tốt, người thân bị tai nạn, bệnh tật, buộc người tu phải chìm đắm trong luân hồi mà chịu khổ. Chứ khó khăn xảy đến như thế, nếu người tu vẫn có ý chí kiên định, biết dùng tình yêu thương, công chánh để vượt qua thử thách và hướng tâm về đạo pháp, thì khi ấy, các tà quá theo quấy rối, lẫn các oan hồn có oan khiên với người tu sẽ chán nản mà bỏ cuộc. Hoặc là đòi hết nợ thì chúng sẽ bỏ đi. Người tu có thể thoát khỏi luân hồi, lập vị nơi cõi thiêng liêng, giúp mình và chúng sinh khác ngày càng tinh tấn. Như vậy, dù rằng chuyện tốt hay chuyện xấu, dù thuận khảo hay nghịch khảo xảy ra, thì bên trong nó cũng có hai ý nghĩa tích cực và tiêu cực. Quan trọng khi tiếp nhận nó, mình có hướng giải quyết nó như thế nào? Nếu hướng giải quyết hướng về hạnh phúc cho cộng đồng, chứ không phải cho cá nhân mình, lúc ấy mình đang hướng về đạo pháp và càng gần hơn với đạo pháp trên con đường trở nên chân, thiện, mỹ. Việc được khảo đảo, thuận nghịch duyên với nhiều hình thức khác nhau giúp người tu sớm trả hết nghiệp, tinh tấn nhanh, nhưng dễ sa ngã nếu không giữ vững tâm đạo. Thế nên, thấy rằng tu là việc khó khăn vô cùng bởi chúng sinh vô minh, mờ mịt giữa dòng đời đầy khổ não, sống chung đụng với nhau trong những tranh đấu, sân si, tham vọng, luyến ái với nhau. Cho nên tu tập, sửa những thói hư, tật xấu, tập những điều tốt đẹp, hữu ích cho đời là một lối sống, một hình thức tương tác với cuộc đời vô cùng khó khăn. Bởi tự thân các hành giả muốn bứt ra khỏi vòng luẩn quẩn trong bể khổ thì tự nhiên khác người, khó hòa hợp với các sinh hoạt đời thường thế tục. Việc tu khó, làm được, vượt qua được những sự khổ, khó đó thì đạo quả của hành giả mới xứng đáng.